rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year. How do you feel the Tết festival? Yeah. Well, this is a different kind of Tết than one I experienced in 1968. Let me tell you. Thank you so much. Tôi là Phạm Công, là một trong những thành viên để sáng lập Hội Cựu Quân nhân Việt Mỹ Đồng Minh cái này gần 10 năm. Và ở đằng sau này có một ông cổ điện và có anh chuyên không quân, đại diện không quân, anh Trang đại diện hải quân. Và ở bên này không quân rất là nhiều, có những chú, có những anh... Dạ vâng, và bên cạnh chúng tôi lại có bác sĩ Đặng Trần Hào. Bữa nay bác sĩ bận đồ quân phục, thành ra Nguyên Giang nhận ông ra. Xin bác sĩ một vài cái ý kiến đầu năm với quý vị khán giả của chúng tôi. Quả thật mình là cựu quân nhân. Tôi là cựu quân nhân cân vạn và được dự cái họ như này thì thật, quả thật là hãnh diện và sung sướng, và cầu chúc tất cả quý vị gặp. Chúc mừng năm mới thầy. Xin thầy cho Nguyên Danh một vài ý kiến về cái ngày diễn hành xe hoa trên phố Bôn Sa đấy, thưa thầy. Dạ thưa, diễn hành trên thành trên đường Bôn Sa là một cái diễn hành rất vinh dự cho người Việt Nam chúng ta. Và đây nó kéo dài ra thành một cái truyền thống rất đẹp của cộng đồng người Việt tị nạn. Rất mong rằng từ truyền thông báo chí cho đến truyền hình cho đến cộng đồng, mọi góc cạnh chúng ta đều nỗ lực chung để diễn bày cái văn hóa Việt Nam mình ở trên xứ người. Rất đẹp. Yeah. Và năm mới con kính cảm ơn thầy và mọi sự vạn sự cát tường. Ok, cảm ơn thầy. Yeah. Đoàn xe của đội chiến thắng là đoàn xe của hội chiến gia tình nghĩa do ông Phạm Công, bác sĩ
chị đã chân nào và ông Vincent, ông Robert và một số thành viên vì Mỹ tham gia.